Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Miền Tây Daily. Mình xin cập nhật một số tin tức trưa ngày 14 tháng 9 năm 2021 như sau. Đầu tiên là báo cáo nhanh công tác phòng chống dịch COVID-19 từ 19 giờ ngày 12 tháng 9 đến 7 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2021. Tình hình xét nghiệm và trường hợp mắc mới. Ghi nhận số ca mắc mới là 118 ca, nâng tổng số ca mắc tính từ ngày 21 tháng 6 năm 2021 đến 7 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2021 lên 3.533 ca. Ghi nhận tại các địa phương đơn vị sau. 1. Thành phố Gạch Giá ghi nhận 62 ca dương tính mới, trong đó 15 trường hợp xét nghiệm sàng lọc cộng đồng phường Vĩnh Lạc, 21 trường hợp test nhanh sàng lọc khu phong tỏa, 11 ca phường Vĩnh Lạc, 6 ca phường Vĩnh Hiệp, 3 ca phường Vĩnh Quang và 1 ca phường Vĩnh Thanh Dân, 1 trường hợp test nhanh Bệnh viện Bình An, phường Vĩnh An, phường Vĩnh Thanh, 27 trường hợp cách ly tập trung, 14 trường hợp xét nghiệm lần 1 và 13 trường hợp xét nghiệm lần 2, nâng tổng số ca mắc của thành phố Gạch Giá lên 1.522 ca. 2. Thành phố Hà Tiên ghi nhận 44 ca dương tính mới, trong đó 6 trường hợp xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, 4 ca xã Mỹ Đức, 1 ca phường Bình Sang và 1 ca phường Pháo Đài, 38 trường hợp F1 cách ly tập trung, 14 trường hợp xét nghiệm lần 1, 7 trường hợp xét nghiệm lần 2 và 17 trường hợp xét nghiệm lần 3, nâng tổng số ca mắc của Hà Tiên lên 411 ca. 3. Giang Thành ghi nhận 12 ca dương tính mới, 4 trường hợp xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, ấp Thuận An, cái này chắc ấp Thuận An, Phú Mỹ, 8 trường hợp cách ly tập trung xét nghiệm lần 2, nâng tổng số ca mắc của Giang Thành lên 82 ca. Số trường hợp mắc tại các địa phương đơn vị tính từ đầu dịch đến nay như sau. Bệnh viện Đa khoa 74 ca, Gạch Giá 1.522 ca, Dòng Ghiền 127 ca, Hà Tiên 411 ca, An Biên 13 ca, Vĩnh Thuận 151 ca, Tân Hiệp 10 ca, An Minh 19 ca, Gò Vau 89 ca, Kiên Hải 7 ca, Phú Quốc 5 ca, Châu Thành 231 ca, Hòn Đất 175 ca, Kiên Lương 474 ca, U Minh Thượng 4 ca, Giang Thành 82 ca, Bệnh viện Lao Phổi 12 ca, Bệnh viện Ung Bú 126 ca, tổng là 3.533 ca. Nguồn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, duyệt của Sở Y tế tỉnh Kiên Giang. Tiếp theo là quyết định số 338 ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Kiên Giang. Quyết định dỡ bỏ dùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID tại thành phố Gạch Giá. Trưởng ban chỉ đạo, các cái căn cứ của văn bản mình không thông qua để đỡ mất thời gian. Quyết định điều 1, dỡ bỏ dùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 đối với phường Vĩnh Thanh, thành phố Gạch Giá, tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau. 1. Địa điểm dỡ bỏ dùng cách ly y tế: toàn bộ hẻm 11 đường Mậu Thăng, khu phố Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Thanh. Đường Mậu Thăng, khu phố Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Thanh, số chẵn từ nhà số 68 đến nhà số 106, số lẻ từ nhà số 51 đến nhà số 75B. Đường Quang Trung, khu phố Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Thanh, số chẵn từ nhà số 20A đến nhà số 42, số lẻ từ nhà số 19 đến nhà số 33. Hẻm 65 đường Trần Phú, khu phố Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Thanh, số chẵn từ nhà số 65-2 đến nhà số 65-16, số lẻ từ nhà số 65-1 đến nhà số 65-11-15. 2. Thời điểm dỡ bỏ vùng cách ly y tế từ lúc 17 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2021. Quyết định này có hiệu lực kể từ 17 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2021. Ký thay trưởng ban, phó trưởng ban, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu Chung đã ký. Tiếp theo là quyết định số 337 ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Kiên Giang. Quyết định dỡ bỏ vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Gạch Giá. Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định điều 1, dỡ bỏ vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 đối với phường Vĩnh Lạc, thành phố Gạch Giá, tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau. 1. Địa điểm dỡ bỏ vùng cách ly y tế: hẻm 94 đường Chu Văn An, khu phố 3, phường Vĩnh Lạc, thành phố Gạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 2. Thời điểm dỡ bỏ vùng cách ly y tế: từ lúc 17 giờ
ngày 13 tháng 9 năm 2021. Quyết định này có hiệu lực kể từ 17 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2021. Chỉ thị trưởng ban, phó trưởng ban, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu Trung đã ký. Tiếp theo là quyết định số 336 ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Kiên Giang, quyết định dỡ bỏ vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 tại huyện An Minh. Trưởng ban chỉ đạo quyết định điều 1, dỡ bỏ vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 đối với xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau. 1. Địa điểm dỡ phong tỏa vùng cách ly y tế: ấp Chính Sáng, xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, tuyến lộ 967 từ nhà ông Nguyễn Văn Quang, tổ nhân dân tự quản số 2 đến nhà ông Nguyễn Văn Diện, tổ nhân dân tự quản số 4, tuyến kênh xã từ nhà ông Lê Văn Sơn, tổ nhân dân tự quản số 16 đến nhà ông Cao Văn Giả, tổ nhân dân tự quản số 16, tuyến kênh Quảng Điển từ nhà ông Trần Văn Hiển, tổ nhân dân tự quản số 15 đến nhà ông Nguyễn Ngọc Thu, tổ nhân dân tự quản số 15. 2. Thời điểm dỡ bỏ dùng cách ly y tế từ lúc 15 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2021. Quyết định này có hiệu lực kể từ 15 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2021. Chỉ thị trưởng ban, phó trưởng ban, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu Trung đã ký. Tiếp theo là quyết định số 335 ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Kiên Giang, quyết định dỡ bỏ vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Dầm Ghiền. Trưởng ban chỉ đạo quyết định điều 1, dỡ bỏ vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 đối với xã Bàn Tân Định, huyện Dầm Ghiền, tỉnh Kiên Giang, cụ thể như sau. 1. Địa điểm dỡ bỏ vùng cách ly y tế: kênh Na Thâm, tổ 6, ấp Xẻo Cui, từ nhà ông Tống Minh Nguyệt đến nhà bà Thị Loan, xã Bàn Tân Định, huyện Dầm Ghiền, tỉnh Kiên Giang. 2. Thời điểm dỡ bỏ vùng cách ly y tế từ lúc 15 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2021. Quyết định này có hiệu lực kể từ 15 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2021. Chỉ thị trưởng ban, phó trưởng ban, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu Trung đã ký. Tiếp theo là văn bản số 2162 ngày 8 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, quyết định phê duyệt kế hoạch phân bổ giường bệnh và thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, các cái căn cứ mình xin phép không thông qua cho đỡ mất thời gian. Quyết định điều 1, phê duyệt kế hoạch số 2816 KHSIT ngày 22 tháng 8 năm 2021 của Sở Y tế về việc phân bổ giường bệnh và thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, kèm theo kế hoạch số 2816 KHSIT ngày 22 tháng 8 năm 2021 của Sở Y tế. Điều 2, giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch phê duyệt tại quyết định này. Giao Sở Tài chính cân đối, bố trí kinh phí và hướng dẫn Sở Y tế thực hiện quyết định này theo quy định của pháp luật hiện hành. Điều 3, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, giám đốc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ký thay chủ tịch, phó chủ tịch Nguyễn Lưu Trung đã ký. Sau đây là cái văn bản đính kèm theo cái văn bản trên, công văn số 2816 ngày 22 tháng 8 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Kiên Giang. Kế hoạch phân bổ giường bệnh và thu dung điều trị bệnh nhân COVID trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Các cái căn cứ của văn bản mình xin không thông qua để cho nó đỡ mất thời gian. Phần 1 là mã mục đích yêu cầu. 1. Đánh giá phân loại người bệnh COVID-19 dựa trên nội dung, tiêu chí, dấu hiệu phân loại, mức độ lâm sàng và nguy cơ nhằm đưa ra hướng xử trí kịp thời, phù hợp và bố trí người bệnh theo đúng phân tầng điều trị. 2. Xây dựng kế hoạch, phương án thu dung, điều trị, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự, trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, hóa chất, sinh phẩm và nâng cao năng lực chuyên môn sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch bệnh tại địa phương. 3. Bảo đảm thực hiện các biện pháp cách ly an toàn, triệt để và quy định về phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong các cơ sở điều trị COVID-19. 4. Tuân thủ hướng dẫn về chẩn đoán và điều trị COVID-19, phát hiện sớm những trường hợp người bệnh có nguy cơ diễn biến nặng để cam kết để can thiệp kịp thời, hạn chế tối đa tình trạng người bệnh tiến triển nặng, tử vong tại các cơ sở điều trị. Phần 2 là mã
Nội dung: 1. Phân tầng và thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19. Phần 1.1. Phân tầng điều trị gồm có 3 tầng. Tầng 1, điều trị người bệnh không triệu chứng. Tầng 2, điều trị người bệnh nhẹ và vừa. Tầng 3, điều trị người bệnh nặng và nguy kịch. Phần 1.2, thu dung và điều trị bệnh nhân COVID-19. 1.2.1, không tổ chức điều trị. Trung tâm y tế huyện Giang Thành, Trung tâm y tế thành phố Gạch Giá, Trung tâm y tế huyện U Minh Thượng, Trung tâm y tế huyện Châu Thành, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Tâm Thần, Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền phải bố trí khu vực sàng lọc, phân luồng, cách ly tạm thời, sơ cấp cứu, vận chuyển người bệnh đến cơ sở điều trị bệnh nhân COVID theo phân tầng điều trị. Đồng thời phải xây dựng kế hoạch, phương án thu dung điều trị khi dịch bùng phát, số lượng bệnh nhân nhiều, các cơ sở điều trị COVID-19 quá tải. Bệnh viện Đa khoa Tư nhân Bình An, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VinMed Phú Quốc phải bố trí khu vực sàng lọc, phân luồng, cách ly tạm thời, sơ cấp cứu, vận chuyển người bệnh đến các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 theo phân tầng điều trị, xây dựng kế hoạch, phương án thu dung điều trị khi dịch bùng phát, số lượng bệnh nhân nhiều, các cơ sở điều trị COVID-19 quá tải, trong đó dành ít nhất 40% giường bệnh để thu dung, quản lý điều trị người bệnh COVID-19. Các phòng khám đa khoa tư nhân bố trí khu vực sàng lọc, phân luồng, cách ly tạm thời, sơ cấp cứu, vận chuyển người bệnh đến các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 theo phân tầng điều trị. 1.2.2. Điều trị người bệnh không triệu chứng. Tầng 1, Trung tâm y tế Kiên Hải, 3 trạm y tế xã và 1 trung tâm y tế huyện và các khu điều trị khác bố trí ngoài cơ sở khám bệnh chữa bệnh do huyện, thành phố thành lập. 1.2.3. Điều trị người bệnh đến mức độ nhẹ và mức độ vừa do đơn vị xem xét phù hợp với từng đơn vị, tầng 1 và một phần của tầng 2. Trung tâm y tế huyện An Minh, An Biên, Tân Hiệp, Gò Quao, Kiên Lương, Hòn Đất, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cơ sở cũ 1.000 giường và Bệnh viện Dã chiến. 1.2.4. Điều trị người bệnh đến mức độ vừa, tầng 2. Trung tâm y tế huyện Vĩnh Thuận, Trung tâm y tế huyện Nhồng Riềng, Trung tâm y tế thành phố Phú Quốc, Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi. Các đơn vị phải triển khai ngay liệu pháp oxy lưu lượng cao qua ống thông mũi HFNC và thở máy tại đơn vị để xử lý kịp thời khi người bệnh có diễn biến nặng. 1.2.5. Điều trị người bệnh đến mức độ nặng, một phần của tầng 3, Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên. 1.2.6. Điều trị người bệnh đến mức độ nguy kịch, tầng 3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh mới 150 giường. Lưu ý, các mức độ bệnh phân loại theo quyết định số 3416 QĐ Bộ Y tế. 2 là đánh giá nguy cơ người bệnh theo quyết định số 3416. Loại thứ nhất là màu và phân loại nguy cơ. Màu xanh, mức nguy cơ thấp. Nội dung tiêu chí dấu hiệu: tuổi nhỏ hơn hoặc bằng 45 tuổi và không mắc các bệnh lý nền phụ lục 1, hoặc đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19 trước ngày xét nghiệm dương tính hoặc ít nhất 12 ngày, hoặc sức khỏe chưa có dấu hiệu bất thường, SpO2 từ 97% trở lên. Xử trí: một là chuyển đến cơ sở thuộc tầng 1 của tháp điều trị, hai là đánh giá lại mức độ nguy cơ hàng ngày, chuyển màu mức nguy cơ phù hợp. Hai là vàng, nguy cơ trung bình, tuổi từ 46 đến 64 tuổi và không mắc bệnh bất kỳ bệnh lý nền, hoặc sức khỏe có dấu hiệu bất thường như sốt từ 37,5 độ C trở lên, ho, đau họng, rát họng, đau ngực, hoặc SpO2 từ 95% đến 96%, hoặc tuổi nhỏ hơn 45%, hoặc tuổi nhỏ hoặc bằng 45 tuổi và mắc một trong các bệnh lý nền. Một là hướng xử lý là: một là chuyển vào cơ sở thuộc tầng 2 của tháp điều trị, hai là đánh giá lại mức độ nguy cơ hàng ngày, chuyển màu mức nguy cơ phù hợp. Ba là đối tượng là da cam, nguy cơ cao, tuổi từ 65 tuổi trở lên và không mắc bệnh lý nền, hoặc phụ nữ có thai, hoặc trẻ em dưới 5 tuổi, hoặc SpO2 từ 93% đến 94%. Hướng xử trí là chuyển vào cơ sở thuộc tầng 3 của tháp điều trị, hai là đánh giá lại mức độ nguy cơ hàng ngày, chuyển màu mức nguy cơ phù hợp. Loại thứ tư là đỏ, nguy cơ rất cao,
tuổi từ 65 tuổi trở lên và mắc một trong các bệnh lý nền, hoặc người bệnh trong độ tuổi bất kỳ đang trong tình trạng cấp cứu, hoặc SpO2 từ 92% trở xuống, hoặc người bệnh đang có tình trạng thở máy, đang có ống mở khí quản, liệt tứ chi, đang điều trị hóa trị. Hướng xử trí là chuyển vào cơ sở thuộc tầng 3 của tháp điều trị. Điều trị phần 3 là điều trị và chuyển tuyến. Nguyên tắc điều trị và chuyển viện: phát hiện bệnh nơi nào thì nơi đó tiếp nhận và điều trị theo phân tầng. Điều trị tại mục 1, không hướng dẫn cho người bệnh tự di chuyển về địa phương nơi cư trú, cơ sở điều trị ở tầng cao hơn. Điều trị cho người bệnh thuộc tất cả tầng dưới khi hết khả năng thu dung điều trị hoặc người bệnh diễn biến vượt phân tầng điều trị thì chuyển đến cơ sở điều trị ở tầng cao hơn và cơ sở điều trị ở tầng cao hơn còn khả năng thu dung điều trị. Ưu tiên chuyển đến cơ sở điều trị gần nhất, tránh vận chuyển xa, khi chuyển phải trao đổi thống nhất với cơ sở tiếp nhận điều trị. Trong quá trình điều trị chăm sóc, nếu các đơn vị có những khó khăn về chuyên môn thì báo cáo Sở Y tế để cử đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh xuống hỗ trợ hoặc tiến hành chẩn đoán từ xa, tránh chuyển tuyến khi chưa thật cần thiết, không đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Trường hợp vượt khả năng chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì thực hiện chuyển tuyến lên bệnh viện tuyến trên theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Phần 4 là phân bổ giường bệnh. Ở đây mình xin phép không thông qua cái số lượng này có trên màn hình. Anh chị em nào muốn theo dõi thì mình dừng màn hình lại mình xem nhé. Như vậy tổng số giường điều trị hiện nay được bố trí là 1.770, có thể mở rộng tại đơn vị là 410 và giường bệnh bố trí ngoài đơn vị là 1.760 giường, nâng tổng số bố trí giường bệnh trong tình huống khẩn cấp như hiện nay lên là 3.940 giường. Năm là về tiêu chuẩn xuất viện. Văn bản này cũng khá là dài, mình thông qua một số cái nội dung chính thôi ha. Đây là cái tiêu chuẩn xuất viện nè, phần 5 về tiêu chuẩn xuất viện. Anh chị em cô bác bạn bè nào có muốn tìm hiểu thì mình xem ha, mình bấm dừng lại màn hình. Phần số 6 là theo dõi sau xuất hiện. Phần 3 là mã là tổ chức thực hiện. Văn bản khá là dài, mình xin thông qua một số cái ý chính thôi nha. Trên đây là kế hoạch phân bổ giường bệnh và thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chỉ đạo thực hiện căn cứ vào tình hình dịch bệnh của tỉnh và địa phương, báo cáo Sở Y tế điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo về Sở Y tế để được hướng dẫn giải quyết. Khi theo giám đốc, phó giám đốc Nguyễn Trúc Giang đã ký. Tiếp theo dưới này là có mấy cái phụ lục kèm theo nè, các cái danh mục bệnh có nguy cơ cao nè, đái tháo đường, bệnh phổi, ung thư vân vân, các dấu hiệu biểu hiện của nhiễm SARS-CoV-2 nè, 11 dấu hiệu: ho, sốt trên 37,5 độ, đau đầu, đau họng, rát họng, sổ mũi, chảy mũi, ngạt mũi. 6 là khó thở. 7 là đau ngực, tức ngực. 8 là đau mỏi người, đau cơ. 9 là mất vị giác. 10 là mất khứu giác. 11 đau bụng, buồn nôn. 12 là tiêu chảy. Phần chia sẻ của mình đến đây xin kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý cô chú, anh chị em và các bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấn đăng ký kênh để được cập nhật tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID trên địa bàn tỉnh Kiên Giang cũng như các tin tức khác có liên quan. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.